Vâng, xin cảm ơn phóng viên Trung Kiên. Thưa quý vị, Thừa Thiên Huế là một trong ba địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 11 cùng với Đà Nẵng và Quảng Nam. Và đến cuối ngày hôm qua thì trên địa bàn tỉnh này có nhiều đoạn nước lũ cao gây chia cắt đường đi và cô lập một số vùng trọng yếu. Hai huyện Phú Lộc và Nam Đông cũng trở nên tan hoang sau cơn bão. Với sức gió giật cấp 10, cấp 11, quần đảo liên tục trong khoảng từ 3 giờ sáng đến 9 giờ hôm qua, bão số 11 đã làm cho xã nghèo Lộc Bình, huyện Phú Lộc trở nên tan hoang khi nhiều cây cối gãy đổ, nhà cửa bị tốc mái. Tài sản bao nhiêu năm trong đó chứ chỉ có chạy là ba mẹ con là ba bộ đồ đây thôi chứ không có một cái chiếc sách vở áo quần gì của cháu con năm trong đó rõ ràng hết. Thôi thì chặt vài cây để che lên ở thôi chứ tạm tủ là ở tạm thôi chứ con làm sao mà ở được kho lâu dài. Hàng loạt cây xanh trên địa bàn từ tỉnh lộ 14 về các thôn đều bị gãy đổ, gây tắc nghẽn giao thông. Đến trưa qua tại xã Lộc Bình, gió vẫn còn mạnh, nước dâng cao, nhiều điểm giao thông bị sạt lở, hàng chục căn nhà bị tốc mái. Thì chúng tôi là dùng cái lực lượng công an của xã và xã đội là dùng máy cưa để thông tuyến đường là từ Phước Tường về đến là địa điểm xã để cho xe là dân đi thông thường. Theo báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại trên toàn tỉnh, đến 15 giờ hôm qua, Thừa Thiên Huế có một người bị lũ cuốn trôi ở xã Quảng An, huyện Quảng Điền, 11 người bị thương, toàn tỉnh có 17 nhà tạm bị sập, 669 nhà dân bị tốc mái. Trong khi đó, chiều cường lên, kết hợp nước trên các triển sông đang ở mức cao đã gây ngập lụt cho một số vùng như thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và huyện Quảng Điền.